coi nhiều phim quá thì em cũng nghĩ là anh chàng này là sẽ là chồng mình sau này và mình sẽ là người xóa đi nỗi cô đơn của anh này. Lãng mạn gì lãng mạn thế. Thì em viết một cái bức thư tỏ tình dài một trang giấy gửi anh này. Thì anh này tạt vô mình một cái gáo nước lạnh. Sau một tiếng anh này trả lời liền luôn: em phải làm em gái của anh nhé. Rồi em bắt đầu là nếm trải cái việc mà bạn bè em đã trải qua, chẳng hạn như là bạn gái hay mè nheo rồi nhắn tin rồi lẫy rồi tắt máy, rồi nhiều lúc em không có thời gian nhắn tin, em gọi điện thì lại không chịu bắt máy. Sơ qua tưởng diễn viên điện ảnh nào không có giống Nhật Thủy. Nhật Thủy không có hả? Bạn này giống diễn viên gì đây mà tôi nhớ không ra. Trời, giống Thanh Điền hả? Mời bạn giới thiệu về mình. Em tên là Trọng Nghĩa và năm nay em 31 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên marketing. Em tên là Lê Vũ Vi, năm nay em 27 tuổi, em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào, quen nhau ra sao? Lúc đó là em là sinh viên năm nhất đại học, thì tình cờ vô trang blog Yahoo 360 độ của anh chàng này. Thì khi mà nhìn avatar của cái anh chàng này thì em thấy là sao anh chàng này có cái đôi mắt u buồn quá. Thì em lúc đó hình như là coi nhiều phim quá, thì em cũng nghĩ là anh chàng này là sẽ là chồng mình sau này và mình sẽ là người xóa đi nỗi cô đơn của anh này. Lãng mạn gì lãng mạn thế. Rồi làm cách gì để từ từ những nỗi cô đơn trong ảnh? Trong một cái ngày mà em thấy là đẹp trời nhất thì em viết một cái bức thư tỏ tình dài một trang giấy gửi anh này. Thì anh này tạt vô mình một cái gáo nước lạnh. Sau một tiếng là anh này trả lời liền luôn: em phải làm em gái của anh nhé. Rồi sao cái có bồ rồi đúng không? Dạ không, tại lúc đó em thì cũng đang là sinh viên mới ra trường. Thì mình cũng phải bươn chải lo công ăn việc làm. Còn hai nữa là điều kiện gia đình cũng không có được khá giả. Còn cô này thì sao? Dạ cô này thì em tìm hiểu thì cô này thì lại là tiểu thư. Tiểu thư. Cũng thấy bạn bè đồng trang lứa có bạn gái thì cũng chia tay rồi cũng mè nheo rồi cộng thêm phần nữa là tốn kém đủ thứ hết. Thì em chắc cũng tốn kém là đúng. Cái phần quan trọng nhất đúng dạ không? Thế là em sao dạ. Em nghe vậy em khi mà mình tỏ tình với một chàng trai nào đó mà tự nhiên mình bị từ chối thì cảm giác của em rất là sốc. Thì em vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi và làm quen với anh này khoảng 4 năm nữa. Năm là em tỏ tình một lần mà em đều bị từ chối hết. Trời ơi, bộ đều bị kêu làm em gái hết hả? Dạ, đến lần cuối cùng thì khi mà em bắt đầu nản quá rồi thì nhà em cũng là làm ma cho em, cho một cái anh Việt Kiều Mỹ. Thì em mới hẹn anh này ra, em nói bây giờ cùng là sao? Anh có chấp nhận em không? Hay là em sẽ lấy chồng? Nên sao? Lúc đó là phải sợ đúng không? Dạ, thì lúc đó cũng đánh liều một phen. Thì ngay Valentine em mua một đôi, một cái cặp ống heo đất. Rồi em nói mỗi đứa giữ một con đi rồi để dành tiền, rồi dành dụm, rồi tìm hiểu nhau như thế nào, rồi hợp thì sẽ cưới. Xong rồi anh này ảnh mới chấp nhận. Chấp nhận và tỏ tình là ăn cặp heo đó. Em bắt đầu là nếm trải cái việc mà bạn bè em đã trải qua, chẳng hạn như là bạn gái hay mè nheo rồi nhắn tin rồi lẫy rồi tắt máy, rồi nhiều lúc em không có thời gian nhắn tin, em gọi điện thì lại không chịu bắt máy. Có lần nào treo xe mém chia tay không? Chia tay chắc cũng nhiều luôn đó. Nhiều là có nhiêu? 50 lần. Chia tay khoảng 50 lần. Chia tay hoài vậy chịu gì nổi ta? Chia tay mà cái chân còn méo lại đúng không? Cứ sáng chia tay rồi tối què hay sao? Dạ thì vậy thì lấy nhau về. Em hơi này có tính xấu gì không? Đầu tiên là em bị stress, nó sụt mất mấy kilo luôn. Stress luôn hả? Các có lẽ là nhắn tin. Dạ không. Lúc quen á thì quá lắm là đi ăn đi uống hoặc xem phim xong nhà ăn nó về. Còn khi mà về ở chung rồi thì ngủ chung rồi cái mới phát hiện ra cô này mà mệt quá hay là ngủ say quá là bắt đầu nghiến răng. Nghiến răng. Thì cứ nghe như là mình nghe nhạc buổi tối. Giờ quen rồi đúng không? Giờ ngày nào mà cô này cô không nghiến là ngủ không được. Thế rồi còn cái tật gì nữa không? Thì bên cạnh đó thì tôi thì cũng tiểu thư cũng bướng lắm, nhõng nhẽo. Một cái ví dụ điển hình thôi mà em nghĩ chắc cái việc mà bóp cái kem đánh răng đi. Em thì em hay bóp từ dưới lên. Thì để cho nó logic mà. Thì bóp ở dưới là lúc nào cũng lên. Con này bóp ở trên. Đúng rồi, con này sẵn đầu bóp cái bụp. Nên là nhiều lúc mình tính ra cái mình thấy cái chai kem nó bị bóp méo, nó xấu xí biến dạng rồi mỗi lần phải nặng lại ở dưới từ dưới lên nữa. Nó vừa mất thời gian mà vừa mất thẩm mỹ nên là mình nói góp ý mà cứ vậy hoài nên cũng cáu bực. Là cái việc đó chẳng có gì to tát hết. Tại vì mỗi người có một quan điểm khác nhau, cách sống khác nhau. Đánh răng thì miễn là mình lấy được cái kem đánh răng đó ra là được rồi.
Tại vì em cứ thấy có cảm giác như là chồng cứ hay cành nhành những cái việc nhỏ nhặt quá, làm em hơi khó chịu chút. Thôi giờ tới em đó, dạch mặt đi. Dạ. Anh này thì có hay cái tính cành nhành, vợ phải theo ý của mình. Như là cái gu ăn mặc của em thì thích mặc váy bó sát, tại vì con gái mà phải phô diễn những cái gì mà mình đang có. Còn anh này thì hả, thôi đừng, em đừng có mặc cái này nữa, mặc những cái đầm này mà dài qua đầu gối á. Rồi khi mà đi ra ngoài đường á mà, thì em rất là thích ăn bánh tráng trộn. Còn anh này thì lúc nào cũng kêu là em ăn những cái đó làm gì, thì không có bổ béo gì hết. Còn về cái gu âm nhạc của em thì em là em thích là nghe nhạc theo tâm trạng. Ví dụ em sẽ nghe nhạc vui, em nghe nhạc buồn. Còn anh này thì hả, em phải nghe nhạc tiếng Anh. Mỗi lần em bật cái nhạc nào lên là anh đóng cửa cái rầm rồi đi ra ngoài luôn. Chỉ có nhạc tiếng Anh mới thích thôi. Dạ đúng. Tức là ăn cũng theo ý chồng, nghe nhạc cũng theo ý chồng, ăn mặc cũng phải theo ý chồng. Em có khó chịu về cái điều đó không? Có khó chịu chứ chị. Mình lấy một người chồng về thì mình mong người chồng đó là chiều chuộng mình, hiểu mình, chia sẻ với mình. Nhưng mà anh này thì cứ hỏi cái là càm ràm, em không được như thế này, em không được như thế kia. Giữa một đám đông như vậy thì em mong muốn là khi mà về thì chồng mình góp ý riêng với mình. Còn anh này thì anh cứ góp ý thẳng trước mặt mọi người vậy đó. Thì quê chứ chị. Nhưng mà em nè, em có cảm giác em bị gia trưởng không? Dạ cũng có chút xíu. Đó theo em thì là nên hay là không nên? Dạ tại vì em thì em có cái tật là tính chu toàn cũng như là hơi kỹ tính một tí, và những cái gì mà em thấy mà nó chưa được tốt á thì em muốn mong muốn vợ cải thiện để tốt hơn. Thì ban đầu thì em cũng hơi nóng tính một tí, sang năm bọn em sẽ có em bé. Thì nếu mà có em bé thì em phải biết được là chế độ dinh dưỡng như thế nào. Thì tại vì người mẹ ăn cái gì là con nó ảnh hưởng tới đó. Thì em rất là lo cái đó, ăn bánh tráng em rất là bực. Tiếp là gu âm nhạc thì em khuyến khích nghe nhạc tiếng Anh để luyện nghe tiếng Anh thêm thôi. Với lại đã cưới rồi mà cứ suốt ngày nghe mấy cái bài lâm ly bi đát cho em, cũng nhiều lúc em tâm trạng vui không sao, nhiều lúc em cũng mệt mỏi em bực em phát cáu. Dạ. Tự nhiên đang buồn á thôi em theo chồng làm cô dâu sự là coi như là thành ra là em kể từ ban đầu là chỉ nghe một phía của em thôi thì sẽ không hiểu, là thấy là anh này lắp đặt em. Nhưng mà bây giờ qua cái lời giải thích của chồng em thì mới hiểu được tất cả mọi thứ là có một cái lý do. Thật ra là lý do chính đáng chứ bộ. Giờ thì khi mà nghe nói là nghĩa là cái người mà gia trưởng thì chị thực sự chị không có thích đàn ông gia trưởng. Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều là như vậy hết. Không thích đàn ông gia trưởng, mình bị áp đặt quá khó chịu lắm. Nhưng những cái mà khi mà Nghĩa nói thì chị lại thấy là cái điều Nghĩa làm là đúng. Cái đó không phải là gia trưởng em, cái đó là muốn vợ mình hoàn hảo. Khi em hoàn hảo thì em dạy con em nó sẽ có một cái nền tảng rất là tốt. Em biết không, chị tiếp xúc một cái cặp vợ chồng trước em á, thì cô vợ nhỏ tuổi hơn chồng cả một con giáp, và chồng là một cái người chiều vợ kinh khủng, chiều lắm, thích cái gì là làm hết, và nghĩ rằng cái điều đó làm cho vợ mình hạnh phúc. Tâm sự với bạn đó rồi á thì mới hiểu ra một cái điều là cái đó không đủ. Bởi vì em cứ hình dung đi, khi em sống trong một cái trường hợp như vậy á, thì em sẽ cảm thấy là trời ơi, em vợ chồng em không có gì để mà nói chuyện nhau nữa. Đó là cái tâm sự thật của bạn đó. Cho nên rằng á, là chưa chắc mà khi mà chồng em chiều em hết tất cả mọi chuyện mà em hạnh phúc đâu. Cho nên chị nghĩ như vậy nè, em phải phân định. Ví dụ những cái điều nào Nghĩa nói đúng thì em nên nghe, em đừng có ương bướng. Nhưng những cái điều nào Nghĩa nói không đúng, ví dụ như cái chuyện mà em góp ý vợ trước đám đông như vậy thì chị nghĩ là không nên. Chị nghĩ rằng tụi em nói chuyện với nhau đi. Chị nói thiệt, tự tụi em sẽ rút ra được, tại tụi em đều là những người hiểu biết hết á. Rồi. Ok. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Nè, đâu đâu rồi, quen quen thì phải. Có gặp ở đâu không em? Dạ có, ở bệnh viện Từ Dũ. Hả trời. À nhớ rồi, bắt tay. Cố nhân, cố nhân. Và phải nói rằng là rất vui mừng khi mà được hội ngộ lại với chú rể ngày hôm nay. Và chúng tôi giống nhau trong một trường hợp đó là đưa vợ đi đẻ. Bây giờ trước tiên thì chắc lẽ là mời em và vợ hay giới thiệu một lần. Dạ, thì em tên là Thiện, thì em quê ở Cà Mau. Hiện giờ thì em đang là chủ một quán cà phê. Còn em? Em tên Thư, bây giờ em cũng về Cà Mau chung với lại kinh doanh quán cà phê. Em nhiêu tuổi rồi Thư? Dạ em 25. 25? Có con 6 tháng tính thời điểm này. Anh 35 cũng có con 6 tháng. em,
em phải tính tuổi của em với Thiện chứ. Thiện đang nhiêu? Dạ em 29 anh. Anh lớn em 6 tuổi chứ nhiêu. Rồi, hai em là quen nhau ở đâu? Dạ ở thành phố anh. À, có nghe đi học à. Dạ đi học rồi gặp nhau. Gặp nhau thì người nào có ấn tượng với người kia chứ? Có lẽ là do là lúc đó thì em là lớp trưởng. Vô tình một lần em sắp xếp chỗ thôi. Cho các bạn trong lớp là chia nhóm đặng làm việc cho nó dễ á. Lớp đó là nhóm của bạn này lại không có bạn nam nào hết. Thì bạn này lại vô tình nói với em một câu là anh lớp trưởng cho em đứa con trai. Thì em lại chọc bạn này là muốn con trai vài năm nữa đi em. Em cười em đi thôi. Thì mấy bạn này thì mới chọc bạn này thì bạn này mới ghét em. Sao lại ghét? Chảnh vừa mập vừa xấu là ghét dữ lắm là ghét. Dữ lắm à. Rồi cái chuyện mà em chinh phục cái cô gái này như thế nào? Thì vô tình là đi học lớp anh văn thì cô này ngồi trước em ngồi sau. Thì mới nói chuyện thì lúc đó là em mới hẹn cô này đi chơi. Ủa nhưng mà tại sao đồng ý lý do gì? Thì nói chuyện thấy cũng dễ thương cũng được. Rồi mới đồng ý đi chơi thì thử quen thử. Dạ. Rồi quen thử. Thương luôn. Khoảng 9 tháng sau là em mới yêu thật sự. Khi mà các bạn yêu nhau á có lần nào chia tay không? Dạ có. Bắt nguồn từ nguyên nhân gì? Là anh này có người mới. Anh này sắp đi Singapore. Anh mới là quen cái người khác. Không biết làm sao rồi đi Singapore 3 tháng rồi chia tay người đó quay lại với em. Ủa sao kỳ vậy? Thì cái nào nó quen thuộc với mình quá thì mình không thể nào quên được. Bạn này thì lại làm một cái việc đó là điện. Lúc đó em với người kia dặn nhau chia tay. Thì người kia chủ động chia tay em trước. Thì lúc đó em buồn rồi em đi lang thang tùm lum chân. Bạn này thì lại sợ thì mới điện cho người kia năn nỉ quay lại với em. Thì lúc đó em lại suy nghĩ thôi. Thì sau đó em về đây gặp bạn này lại. Thì cái cảm giác lần đầu tiên gặp khi bạn này ra sân bay đón em á là ốm quá. Thì em cảm thấy xót nên rồi quyết định thì hai đứa quay lại luôn. Rồi đến bao lâu thì hai em mới quyết định đi tới hôn nhân? Khoảng 3 năm sau anh. Nhưng mà lúc mà em nghĩ sao mà em lại điện thoại cho cái người yêu mới của anh này á là thì quay lại với ảnh? Dạ cái đó là như thương vẫn còn tình cảm thì thôi cái lần này là cuối cùng để mình làm cái gì đó cho anh này. Rồi bây giờ anh hỏi Thiện nè. Dạ. Cái tật xấu nhất của vợ em là gì? Chỉ có nóng tính chọi đồ thôi. Nói chung thì là mền gối hoặc cái gì đó thì chọi cũng nhiều lắm. Nhưng mà chọi mấy cái đồ nặng nặng thì chọi vô tường thôi. Còn gì nữa? Với lại giận quá thì hay bọc tay em. Trời ơi dữ vậy hả? Bọc cái nào nấy có khi em bức xúc qua em ra ngoài luôn. Em khóc, ngồi luôn. Khóc. Trời ơi mà khóc. Dạ ngồi khóc. Được bọc tay. Em bọc thử cho anh coi thử coi cỡ nào. Dám Thiện dám đưa cho bọc. Dạ dám cho anh. Ta đưa mặt cho đúng bọc. Trời ơi, đó là nhẹ anh. Rồi mỗi lần bị ăn bợp như vậy là em có bợp lại lần nào không? Dạ không anh. Từ nhưng mà từ trước tới giờ là em bị quýnh mấy lần? Dạ nhiều lắm anh. Có về một tháng thì vèo ngày nào em cũng ăn đòn. Thế hả? Ăn đòn chứ ngoài bợp tay ra còn dùng vũ lực gì nữa? Dạ suốt. Trời ơi, nói chung là đánh yêu, cái đó là đánh yêu thôi, giỡn nhau thôi. Giờ tới vợ đó. Rồi sao thôi? Tật xấu thì quen nhau 7 năm là biết hết trơn. Chỉ có một cái là ham chơi lắm. Ham chơi cực kỳ luôn. Dạ mê đá banh. Mê bạn bè. Mê yêu cà phê. Một tuần là đá banh là 7 ngày luôn. Không lo cho con, không lo vợ luôn. Không có hỏi thăm một tiếng luôn. Lo là lo đội banh không. Bầu đội banh luôn. Chị cảm giác bạn này nè, là bạn cứ cười cười vậy đó. Rồi bạn nhẫn nhịn mà bạn để cho em bật tay. Rồi bạn tự bạn khóc thầm. Thì thường là đi đôi với cái tính cách này là cái dạng mà giống như hay giận cá chém thớt lắm nè. Bực nhỏ này mà không biết làm sao giờ. Có khi nào tràn qua cho người khác. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em kể nghe câu chuyện nghe chơi coi. Ví dụ như giận nhau em mà em nói lý lẽ là không tiếp thu. Rồi xong rồi giận em. Rồi đi xuống quán là tìm đứa nào nhân viên. Trút xuống nhân viên. Nó làm đâu tự nhiên lại chửi nó vậy đó. Chị đó thì giận cá chém thớt mà. Sao tội nghiệp đứa nhân viên nó ghê. Trời nó đi làm nó không còn ngày sao. Đó là nhân viên nha, chứ còn có khi nào mà giận cá chém tới người khác luôn không? Mẹ. Mẹ ai? Mẹ ảnh. Thiệt không? Dạ. Mà cười gì mà vậy đâu, ví dụ đâu chuyện em giận cá chém tới kiểu đó như nào đâu, kể chị nghe coi. Thật sự thì lúc mà cưới xong á, em với mẹ thì làm chung ở cái quán á, thì đôi khi hai cái thế hệ nó khác nhau về cái cách quản lý nhân viên hay gì đó thì em với mẹ hay cãi nhau. Thì những lúc cãi nhau á thì đôi khi em buồn thì em lại bỏ đi ra ngoài muốn cà phê. Thì hoặc là đi đá banh để cho quên đi những cái chuyện đó thì đôi khi là không có quan tâm gia đình. Nhưng mà đó là do lúc đang giận vợ phải không? Dạ đúng rồi. Mỗi lần mà giận lên thì chồng em là hay nói gì? Lúc mà anh này giận lên là em sợ luôn, tại vì em nhiêu xả hết, còn anh này thì để đó, để đó ghim, để đó đi rồi tính sao. Cười cười vậy thì ghê. Cười cười vậy đó. Tại đôi khi về nhà thì lại bị stress mà stress thì em không xả được với ai. Ủa sao kỳ vậy? Cái gì? Nói chung là stress về gia đình với mẹ em thôi. Bất đồng về quan điểm. Dạ đúng rồi. Dạ. Từ lúc mà em học hết lớp 12 là em với mẹ em hầu như là không có nói chuyện với nhau. Thì nói được 3 câu là cãi nhau. Vậy là mình có ở chung với mẹ không hay là dạ, giờ ở chung với mẹ. Ồ. Bây giờ phải về nè. Muốn mà để nó quá giải được cái chuyện này á thì phải hiểu được cái căn nguyên giữa em và mẹ, tức là cái stress đó, cái mâu thuẫn đó, tại vì chị nghĩ rằng nếu em stress thì mẹ em cũng sẽ stress y như vậy. Đúng không? Dạ, tới nỗi là cha nói là
mày chỉ có thể là mày ở một nơi, mẹ mày ở một nơi thôi. Chị xin lỗi là ví dụ như nếu mẹ xem chương trình này á thì em có sợ mẹ buồn không? Em không có sợ chị, thật sự luôn. Chị nghĩ rằng á thì là mình xác định với nhau luôn để làm sao mà vậy nè, mẹ em coi chương trình này mẹ em sẽ hiểu được lý do tại sao mà hai mẹ con lại có thể mâu thuẫn nhau trong một thời gian quá dài như vậy, đúng không? Từ năm lớp 12 tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng lâu lắm rồi chị. Cha em á thì rất thoải mái về khoản là tiền bạc chi tiêu đó với em. Còn mẹ em á thì là lúc nào cũng khắt khe về em chuyện đó. Đó là vậy nên đôi khi em suy nghĩ giống hệt như là em con ghẻ vậy đó. Nhưng mà đôi khi á thì em cũng suy nghĩ lại là khi em có gặp chuyện á thì mẹ em là người đầu tiên đứng ra. Nhưng mà mẹ chỉ có như vậy với em hay với tất cả mọi người trong gia đình? Tất cả mọi người chị. Nhưng mà mẹ lý giải chuyện đó như thế nào? Từ đó tới giờ mẹ không có tin tưởng. Em làm một cái gì đó thì mẹ cũng lại nghĩ là em ăn chia với người ngoài. Đó là cái mà em thật sự em đôi khi em rất là bực, là em cãi nhau rồi đông ra là em với vợ em có chuyện là vậy. Vậy thì cái chuyện mẹ chồng với nàng dâu thì thế nào? Mẹ thì thương em lắm. Anh Thiện mà đi ra ngoài chơi hoặc là làm gì cho mẹ buồn là bắt đầu mẹ mát em, là nói với em biết, nói là chỉ có Thư mới trị đường Thiện thôi à. Em cảm thấy rằng á cái mối quan hệ của mẹ với lại chồng em á có cần phải thay đổi không? Cần chứ, nhiều khi em là cái người chính giữa để hàn gắn lại mẹ với lại anh Thiện. Nhiều khi em cứ nói đỡ cho mẹ, mẹ làm cực khổ từ nuôi anh Thiện từ nhỏ đến lớn. Thì phải thương mẹ, nhiều khi là làm vất vả, nhiều khi hả 5 giờ sáng dậy làm cho tới 11 giờ khuya không ngủ không nghỉ ngơi. Thì em mới nói là anh kỳ quá, anh không phụ tối thì mẹ lủi thủi một mình đi khóa cửa khóa cổng, nhiều khi thấy sao mà không biết thương mẹ hết. Mẹ lớn tuổi chưa? Nhà khoảng 60. Nhưng mà em có nói điều này với riêng Thiện không? Ngày nào em có nói nhưng mà không nghe. Em cũng muốn là hàn gắn lại cái... Chị hiểu rồi, bây giờ con của tụi em là mấy rồi ta? 6 tháng rưỡi. 6 tháng. Dạ. Con trai hay con gái? Gái. Em gái. Con gái. Mà bà nội với ông nội thương lắm, cưng lắm. Nói em thương nó không Thiện? Thương chị. Mến bà lắm. Có bao giờ Thiện nghĩ là mấy món nó lớn lên á rồi nó cũng lạnh lùng giống như là Thiện lạnh lùng với mẹ? Dạ đôi khi em cũng nghĩ chị. Nhưng mà do cái đầu em nó làm sao á, em không có suy nghĩ được. Tại vì cái mối mâu thuẫn của em với mẹ em nó quá lớn. Như anh Thiện á, thương mẹ lắm. Lúc mà mẹ bị té, cột sống có vấn đề, người đầu tiên là anh Thiện khóc đó. Là người đầu tiên khóc nhưng vẫn thương nhưng mà không biết làm sao á. Chị hiểu. Dạ. Chị thì chị nghĩ vậy nè Thiện. Chị biết chắc luôn á, mẹ em rất là buồn. Nhiều khi buồn mà bà không nói ra. Tại vì công việc bà quá nhiều. Nếu mà đúng hình dung là cứ sáng 5 giờ thức rồi 11 giờ mới ngủ thì đúng là không còn thời gian cho bản thân mình để gặp nhắm cái nỗi buồn. Mà rất may mắn là bên cạnh đó là có vợ của em. Thì gần như là vợ của em á chàng cho em những cái chuyện mà thế lẽ em phải làm cho mẹ. Chị thì năm nay chị cũng 50. Dạ. Chị thua mẹ em 10 tuổi. Nhưng mà nói thiệt với em là sức khỏe chị cũng đuối lắm. Giờ chị ngồi vậy đó mà lâu lâu chị bị chóng mặt mà chị không, gần như không thấy đường. Thì chị nghĩ rằng là mẹ của em sẽ còn mệt hơn chị rất là nhiều. Chị nghĩ vậy nè Thiện. Ví dụ như mình ở ngoài mình đấu đá đâu với người ngoài á, tới đâu mình tới đó, coi như là tới cùng thì thôi. Nhưng mà riêng với những người thân của mình, nhất là mẹ, cha và vợ con mình á, thì mình chấp nhận phần thua đi mà không có mất cái gì hết trơn á. Chị thì chị nghĩ như vậy. Thì chị nói em là ví dụ như ngày hôm nay nếu mẹ có xem chương trình thì mẹ sẽ hiểu lý do gì mà tại sao Thiện như vậy. Đó thì chị cũng nghĩ rằng á, là nhân cái cơ hội này á, Thiện hãy nói một cái điều gì đó với mẹ. Có thể trước mặt mẹ thì em sẽ khó nói đó. Bây giờ em cứ coi như là trước mặt mẹ em á, là mẹ đi. Em muốn nói một cái điều gì đó với mẹ để cho mẹ và em hiểu nhau hơn. Chứ còn để mà giữa em với mẹ mà ngồi mất một cái khoảng thời gian dài như vậy mà nói chuyện là chị nghĩ không nói nổi. Tại vì khắc khẩu đó. Thì em nói đi, em nói cho mẹ hiểu đi. Thì qua chương trình này thì con cũng mong mà mẹ nghỉ ngơi, mẹ đi du lịch, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là công việc. Rồi con cũng muốn xin lỗi mẹ. Trong thời gian qua thì... Em cứ nói đi. Chị đảm bảo một bà mẹ mà nhìn gì là không chịu nổi nè. Chị muốn chết rồi nè. Em nói đi. Em nói bằng cái tình cảm thật của mình đi. Thì... con thật sự thương mẹ rất nhiều. Nhưng mà con không thể nói được. Cũng xin thay mặt chương trình là xin gửi lời với lại bác gái. Bản thân tôi cũng có cả con trai và con gái. Cho nên tôi hiểu được là cái suy nghĩ của con trai mình như thế nào và con gái mình ra làm sao. Thì mong rằng á, nếu bác gái coi chương trình, bác gái sẽ thấy được rằng hai vợ chồng của Thiện thương bác gái vô cùng.
thương lắm. Nhưng mà hai mẹ con á, vì có những cái khoảng cách mà nó không đáng để xảy ra, cho nên Thiện không thể nói được hết những cái lời với bác gái. Và Vân tin rằng á, tình cảm của bác gái dành cho Thiện cũng giống y như vậy. Thì thông qua chương trình này á, ekip và tất cả quý vị khán giả đều rất mong là bác gái và Thiện, hai mẹ con sẽ hàn gắn lại và sẽ có một cái đại gia đình rất là hạnh phúc và hiểu nhau. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn hai em. Dạ. Một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Dạ. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn. Đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ á, thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng á, là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn ấy đã sống trong một cái môi trường như thế rồi. Có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi đó. Em không giỡn mà chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó nha. Nó khoe mà đó là thật sự, nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Vâng. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Dạ. tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ, thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ có tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm, thương con, thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần động đến mẹ thôi. Là đấy, hình ảnh của Chê Phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với dạ vâng, em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Dạ. Dạ. Rồi xin chào. Rồi xíu mình sẽ gặp lại ha. Dạ dạ. Anh chị hai đứa chờ tí, đi thẳng xuống dưới luôn cơ. Dạ. Trời ơi, còn 4 cặp nữa. 4 cặp nữa đúng không? Thôi đừng nói nữa, mệt lắm. Cứ ta cứ từ từ nhanh nhất thôi. Cứ bỏ nhất từ thôi. Từ. Rồi, thế bây giờ ta mời cặp thứ 2 nhỉ? Tiếp này. Ừ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ 2. Xin chào. Hi. Xin chào hai vợ chồng. Chào cô Hồng Vân, có chào bà chú Quốc Hợp nè. Hai vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở quận 6 ạ. À, ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi, 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Ừ. Công việc của Khánh là gì? Chắc dạ. Tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop.
Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Chị coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu chó cứu mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai rồi đó. Hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ. Bây giờ giới thiệu đi khoan, giới thiệu tên họ, công việc. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550 mét vuông để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Thí dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Ý là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào. Thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái. Rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì em sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, thì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi. Hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái đó, gặp nhau nè. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô, dạ công ty đa cấp ạ, thì
ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết sao hên xui sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nói chứ ban đầu là đã có ấn tượng, thích thích ảnh rồi. Ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ đấy, là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế từ đó tự nhiên là hai có đứa duyên là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ không? Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi qua bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là ừ thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì nhỏ mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mới đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á, là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ tự tin đúng hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao có không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đúng rồi. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng không? Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Nên thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này anh kể nói này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải duyên á. Đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột. Theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo
theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột biết bao nhiêu thì không không được như vậy. Nếu như nó có duyên á, dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ, như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn? Dạ, đâu ra là tiền. Đã nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé mẹ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng thì em làm ra lo từ nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Ờ lúc đó thì gia đình không cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thôi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây. Họ thường biết đâu mà hỏi thôi. Dạ. Cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Ừ. À, nhiều lúc tụi nhỏ hư á la tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Ừ. Và rồi kiếm được chỗ á, thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ rồi nó rất là yên tâm rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Ừ. Thì tụi em là người la ừ. Chính la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Ừ. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Ừ. Và xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Ừ. Xong nhiều lúc nó căng thẳng thì nhiều rồi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lâu. Lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. À. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa dạ. Gió dạ, không cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau dạ. Rồi à. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn lại dạ. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy nhưng năm sau đó... có em gái lác đác dạ không? Sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa dạ. Đi. Xóa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thực dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm á nha. Đó là những cái hành động lãng mạn em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm dạ. Rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ tụi em không biết định có con ạ. Không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi dạ, tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm. Em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm, với lại một ngày nào đó ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình là cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ giữa họ con họ với cuộc sống cái sinh mạng của họ dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch chứ nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá rồi tụi con không có thời gian chăm con, rồi tụi con thời gian chăm nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi con quyết định là tụi con có con được không.
Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cái mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì vậy nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm. Tại vì cảm thấy là mình thương ba, thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ. Mà thật ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Là chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu. Lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra. Thì quá bất ngờ. Thôi để cho anh khui đi đâu coi để. Thôi giờ thôi. Chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi con không biết, con em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa là trong phòng á hả? Dạ. Tụi nhỏ em có hai chạm, là một chạm mình tránh rồi và một chạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của đại. Chỉ có cái nằm. Xí anh hỏi nè. Vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì đâu thể nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh phòng em thì nhưng mà ngồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chết người từ nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. Dạ tốn thêm khoản tiền nữa. Dạ chồng dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục giò heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà.
làm sao mà gọn cho nổi. Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Không, con em đi dọn thấy mồ luôn. À, lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ như cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Ừ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ. Vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha. Vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Ừ. Tại vì em biết sao khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á. Tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quẩy tức bừng lên à. Nó cũng trợ chó nó khôn lắm, nó dạ. Coi mặt đúng nó rồi. Dạ, đúng. Nó ngộ lắm. Dạ. Rồi, nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á. Dạ. Đó, thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ, cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách và cắn lũng dạ ngay đây ạ, là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt em chạy vô, em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì anh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói là sao rồi, có sao không, rồi em coi xong rồi em dỡ ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đó với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền.